Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay em Dân Trịnh xin giới thiệu với các bác một số những cái mẫu sản phẩm bên em mới về không nhé. Đấy, một số những cái mẫu sản phẩm hàng đã có cũ rồi. Đấy, thì một số những mẫu đây bên em mới về đây. Hôm nay về một cái mẫu sản phẩm rất là hay, rất là tiện lợi. Đó là một cái thước đo nhiệt độ của nước, đo nhiệt độ của thịt chín. Đấy, chúng ta có thể xuyên vào đây là xuyên xem là thịt nó đã chín chưa. Đấy, và những cái này là đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ của rượu, đo nhiệt độ của trái cây. Đấy, và chúng ta đây, chúng ta chỉ việc bật lên. Đấy, bật lên đây thì nó sẽ hiển thị đây. Đấy, 32 độ 5 các thứ. Và chúng ta chỉnh ở đây độ C và độ F, độ ẩm và độ 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 C. Đấy, rất là tiện lợi. Chúng ta chỉ việc về chúng ta thịt luộc thì chúng ta cắm xịt vào. Đấy, và chúng ta kiểm tra, chúng ta đo bên trong. Đấy, cái đầu này là đầu cảm biến nên là chúng ta đo bên trong sâu luôn. Đấy, nó rất là tiện lợi coi nhé. Đấy, không phải như ngày xưa là lấy cái đũa chọc xong rồi đợi ra màu đỏ hay là không nữa. Đấy, và chúng ta sẽ kiểm tra luôn. Nếu mà ví dụ nó 100 độ thì là đã là chín, còn là chưa được 100 độ thì vẫn chưa chín. Đấy, thì nó rất là tiện lợi, gà vịt các thứ thế chúng ta muốn luộc bên trong xem là chín chưa. Đấy, thì một cái mẫu sản phẩm này thì của nó chịu được nhiệt độ đến 300 độ C và độ F thì đây. Đấy, các thông số chi tiết của nó ở đây coi nhé. Đấy, cái hàng này thì bên em mới về luôn. Đấy, các bác bật tắt ở đây. Đấy, và nút đây là còn một cái nút đấy, HDR nữa. Đấy, on off đây. Đấy, một sản phẩm rất là tiện lợi coi nhé. Một sản phẩm rất là tiện lợi. Đấy, cái sản phẩm này thì các bác đặt hàng lên trên 500k thì em sẽ tặng quà cho các bác nhé. Hoặc là các bác mua thì bên em đang bán với giá là 70.000 đồng một cái. 70.000 đồng một cái xiên nhiệt độ này. Các bác gọi cho em hộ em là xiên nhiệt độ nhé. Đấy, xiên nhiệt độ. Đấy, thì là các bác lên đơn thì bên em sẽ tặng quà cho các bác. Đấy, đầu tiên là cái sản phẩm quà tặng đấy, còn là những cái sản phẩm quà tặng cũ thì bên em vẫn còn ngày xưa đi rồi. Đấy, thì là một cái sản phẩm, đó là sản phẩm mới nhất bên em. Đấy, sau đây em xin đi vào một số những cái mẫu sản phẩm bên em đang có nhé. Đầu tiên thì em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu mic hát karaoke. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Toma Hawa. Đấy, hàng này là hàng của Nhật Bản. Đấy, con mic này thì là mic dây các bác nhé, để chúng ta ở nhà hát karaoke, các bác đi làm chương trình, làm sự kiện. Đấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng được. Đấy, rất là tiện lợi và tiện ích. Đấy, đây là một mẫu mic hát karaoke. Đấy, mẫu mic này thì dây rất là mềm, các bác có thể thấy này, dây rất là mềm này. Đấy, và chúng ta cắm bằng cái này. Đấy, cắm vào đây. Đấy, các bác nghe tiếng tạch cái là được nhé. Các bác nghe tạch cái là được này. Đấy, mic hát karaoke. Bên em Dân đang bán với giá là 350.000 đồng một cái. 350.000 một cái. Đấy, hàng này thì là hàng thanh lý. Đây, nó vẫn còn hộp gần như là mới luôn, gần như là mới 100%. Đấy, nó chỉ là hàng thanh lý thôi, thì cũng chưa qua sử dụng hay là cái gì cả. Đấy, hàng thì đã đảm bảo cho các bác luôn, bên em đã kiểm tra trước khi gửi cho các bác rồi. Đấy, bên em đã kiểm tra trước khi gửi cho các bác. Hàng thì đảm bảo với các bác là đúng như quảng cáo các bác nhé. Hàng bên em thì đảm bảo với các bác là đúng như quảng cáo bên em luôn. Đấy, rất là xịn sò luôn. Đây này, từ ngoài vỏ đến các bên trong. Đấy, rất là xịn sò hàng này. Đấy, hàng của Nhật rất là đẹp. Đấy, hàng này còn rất là đẹp các nhé. Đấy, 350.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo thì em Dân muốn giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu sạc bình ắc quy. Thương hiệu của nó thương hiệu Forsup. Đấy, con này thì sạc bình ắc quy thông minh, nó có chế độ là tự ngắt chống báo sự cố và báo nhiệt độ. Đấy, sau đây thì em xin cắm điện vào để em review cho các bác nhé. Đây, em xin cắm điện vào. Đây, em đã cắm điện vào đây cho các bác rồi. Đấy, con này thì đây chúng ta điều khiển bằng nút cảm ứng các bác. Điều khiển bằng nút cảm ứng, đây nó hiển thị bao nhiêu vôn này. Đấy, 14,6V này, 0,2A này và ngừng tắt này. Không có điện, đấy, không câu điện hoặc là bình đã đầy. Đấy, thì nó sẽ tự ngắt. Đấy. Và đây là báo 30 độ này, 30 độ C này, báo nhiệt độ này. Đấy. Và con này thì nó có một cái rất hay, đó là một có một cái quạt tản nhiệt ở đây. Nó có một cái quạt tản nhiệt đây để chúng ta có thể làm mát cái thiết bị này. Đấy, làm mát của thiết bị của chúng ta. Đấy, và mẫu sản phẩm này thì bên em Dân đang bán với giá là 360.000 đồng. Đây, em thử cắm vào cái bình ắc quy, chúng ta kẹp vào cái bình ắc quy của chúng ta xem nhé. Đấy, kẹp đúng pha nhé các bạn nhé, kẹp đúng lửa và mát, kẹp đúng vào. Đấy, và đây nó sẽ tự chạy chúng ta này. Đấy, nó đang sạc này, 31 độ C này, 14,4V này. Đây, nó đang vào là 12V, nhưng mà nguồn điện của nó là 14,4V. Đấy, 28 độ C. Đấy, và đang sạc bình ắc quy của em. Đấy, và nó khi nó sạc đầy nó sẽ tự ngắt. Đấy, cái bình này thì em đã sạc đầy rồi. Đấy, và đầy nó sẽ tự ngắt các bác nhé. Nó rất là thông minh và tiện lợi. Đấy, nó bảo đảm cho chúng ta là cái bình của chúng ta là dù có như nào nó cũng không sợ. Đấy. À, không sợ bị nổ bình hay không sợ bị chai bình các bác. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu Forsup. Đấy, bên em Dân đang bán với giá là 360.000 đồng một cái mẫu bình ắc quy này.
Đấy, chúng ta sạc xong để cả qua đêm xong chúng ta cất đi. Đấy. Đấy, tiện đây thì em Dân xin giới thiệu luôn cho các bác là một cái mẫu đốc sạc pin 4. Đấy, đốc sạc pin 4 đây em xin cắm điện vào luôn. Đấy. Đốc sạc pin 4. Đây. Để em tháo pin ra. Đấy. Chúng ta có thể sạc một viên. Đấy, một viên nó vẫn báo sạc này các bác này. Một viên vẫn báo sạc này. Đấy. Hai viên. Hai viên cũng sạc. Đấy. Ba viên cũng sạc. Đấy, ba viên cũng sạc này. 1 2 3 4 này. Đấy, đều đang báo sạc này. Đấy. Và bốn viên cũng sạc. Đấy, bằng nào viên nó cũng sạc hết cho chúng ta. Đấy. À, mẫu đốc sạc pin 4 này thì bên em Dân đang bán với giá là 350.000 đồng một cái. 350.000 đồng một cái đốc sạc pin 4 này các bác. Đấy, 350.000 một cái nhé. Đốc sạc pin 4. Rất là tiện lợi các bác. Đấy, con này thì nó rất là nhỏ gọn mà hàng thì đảm bảo với các bác là hàng chính hãng luôn. Đấy. Chúng ta có thể sạc được từ pin 18650 này. Đấy, đến những cái dòng pin bé hơn này. Đấy, những dòng pin 1,5V, pin AA đều sạc được các bác nhé. Đấy, con này thì bên em Dân đang bán với giá là 350.000 đồng. 350.000 đồng một con này. Đấy, sản phẩm tiếp theo em Dân muốn giới thiệu cho các bác đó là một cái mẫu đây. Đó là một cái mẫu đèn LED laser. Đèn LED laser. Con này thì sử dụng điện bằng nguồn của nó là bằng nguồn đây. Nguồn của nó là bằng cái USB này. Đấy, chúng ta có thể câu vào nguồn 5V. Nguồn 5V có nhé. Em xin cắm vào để các bác thử xem. Cắm vào này. Và bật công tắc này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó sáng. Đấy, rất là đẹp. Và con này thì đảm bảo với các bác là bền bỉ luôn này. Đấy, và chúng ta có điều khiển các bác nhé. Con này thì chúng ta có điều khiển để chúng ta điều khiển này. Tắt. Đấy, mở. Đấy, điều khiển này. Đấy, chúng ta ấn nhanh thì nó sẽ thay đổi nhanh. Đấy. Rất là tiện lợi các bác, đúng không? Đấy, rất là xịn sò các bác. Dây của nó thì khá dài, chúng ta có thể thay đổi. Đấy, và cái này chúng ta có thể treo lên mọi góc cách mà chúng ta cần. Đấy, chúng ta có thể treo lên. Một bộ này thì một bộ đèn LED la trang trí này thì bên em Dân đang bán với giá là 350.000 đồng. 350.000 đồng một bộ LED trang trí này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Rất là đẹp. 350.000 đồng. Đấy, rất là xịn sò các bác. Rất là xịn sò nhé, đèn LED trang trí 350.000. Sản phẩm tiếp theo thì em Dân muốn giới thiệu với các bác đó là một số những cái mẫu ví da bò. Đấy, một số những cái mẫu ví da bò. Đấy, ví đứng, ví màu đen, màu vàng, màu các màu. Đấy, thì mẫu ví da bò này thì bên em Dân bán đồng giá với giá là 200.000 đồng một cái. Bán đồng giá với giá là 200.000 đồng một cái ví này các bác nhé. Đấy, rất là xịn sò này. Đấy, có rất nhiều ngăn. Đấy, để chúng ta có thể để tiền, để giấy tờ, để chứng minh. Đấy, rất là gọn gàng. Đấy, mà hình thức của nó cũng rất là đẹp. Đây em nó có hai mẫu nhé, một cái mẫu ví nằm ngang này. Đấy, và một cái mẫu ví nằm dọc. Một mẫu ví nằm ngang và một mẫu ví nằm dọc. Bên em đang bán đồng giá với giá là 200.000 đồng một cái các bác. Đấy, 200.000 đồng một cái. Đây rất nhiều mẫu mã nhé các bác nhé. Rất nhiều mẫu mã để chúng ta có thể lựa chọn thoải mái. Đấy, thì các bác kết bạn Zalo với em. Đấy, các bác ví dụ là chọn mình ưng trước, ví dụ là các bác bảo em là Dân ơi anh thích mẫu ví dọc thì em sẽ trội gửi cho các bác những hình ví dọc. Đấy, các bác thích ví ngang thì em sẽ gửi hình ví ngang. Đấy, thì cho nó dễ. Đấy, để cho chúng ta có thể lựa chọn thoải mái hơn các bác nhé. Đấy, thì các bác đi qua kênh thì cho em Dân xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé, để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn, cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu nhiệt kế đo nhiệt độ. Đo nhiệt độ bản thân này, đo nhiệt độ cơ thể này. Con này thì nó là điện tử, không phải là sử dụng bằng thủy ngân. Thủy ngân thì nó rất là độc hại, nhưng mà con này không phải sử dụng bằng thủy ngân nên là rất là an toàn. Đấy, nó đo chúng ta chỉ việc mở lên và kẹp vào nách, ngậm vào mồm. Đấy, thì là đều được. Đấy. Cái mẫu sản phẩm này thì nó đã đạt tiêu chuẩn của y tế các bác nhé. Đấy. Đây. Các bộ phận của máy, các thứ, sách hướng dẫn sử dụng, hộp khi các bác nhận hàng nó sẽ là hộp mới như này. Đấy, và trong này của chúng ta có một cái vỏ bảo vệ này. Đấy, nó bảo vệ chúng ta là không bị rơi vỡ, không bị cần lâu với hỏng được. Đấy, nên là các bác yên tâm, đảm bảo với các bác luôn. Đấy, một cái mẫu nhiệt kế này thì bên em Dân đang bán với giá là 150.000 đồng một cái các bác nhé. Mẫu nhiệt kế này thì bên em Dân đang bán với giá là 150.000 đồng một cái. Đấy, rất là xịn sò và ok luôn các bác ạ. Đấy, rất là xịn sò và ok luôn nhé. Đấy, mẫu nhiệt kế. Sản phẩm tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái bóng LED 100W này. Đây, cũng có đầy đủ luôn. Đấy, nó cũng rất là tấm LED pin của nó đây. Đấy, dây của nó cũng là dây dài 5 mét.
đấy, để chúng ta có thể kéo đi xa mọi chỗ. Đấy, à, đây là một tấm led của nó, một tấm led của nó các bác nhé. Đấy, tấm tấm năng lượng chị, tấm năng lượng để chúng ta thu pin vào. Đấy, tấm này thì nó hấp thụ pin rất nhanh. Đấy, con này thì là 20 phủ bì 29, 29 nhân với 35, 29 nhân 35. Đấy, một con led 100W này thì bên em dân đang bán với giá là 650.000 đồng. 650.000 đồng. Đấy, loại 200W em cũng có nhé, loại 200W em cũng có. Bác nào mà cần thì cứ alo em, thì em sẽ báo giá luôn cho con 200W các bác nhé. Đấy, 200W cũng có, 100W cũng có, 60W cũng có. Đấy, bên em thì rất là đa dạng chủng loại và kích thước các bác nhé. Rất là đa dạng chủng loại và kích thước này các bác ạ. Đấy, đèn led này thì chúng ta dùng bằng năng lượng mặt trời nên là rất tiết kiệm điện. Rất tiết kiệm điện. Đây là trong này thì một bóng led 100W này. Đấy, cho chúng ta nên là rất là đảm bảo các bác. Bóng led nhé các bác nhé. Rất là xịn sò luôn. Đấy, bên em dân đang bán với giá là 650.000 đồng. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em dân muốn giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu khóa số này, một cái mẫu khóa số các bác nhé. Đấy, mẫu khóa số này thì nó có 4 chữ số 4 số và mật khẩu mặc định của nhà sản xuất nó sẽ là 4 con 0. Mật khẩu mặc định sản xuất của nhà sản xuất sẽ là 4 con 0. Cái này thì chúng ta phù hợp cho khóa cửa, khóa cổng các bác nhé. Đấy, rất là tiện lợi này, chúng ta bấm vào. Đấy, và chúng ta đổi mật khẩu thì sẽ không bị mở ra được nữa. Đấy, và chúng ta muốn mở ra thì chúng ta phải về đúng cái mật khẩu chúng ta cài đặt. Đấy, đổi mật khẩu cũng rất là đơn giản các bác nhé. Chúng ta chỉ vặn cầm tay trái này, chúng ta cầm hai tay như này đúng không? Chúng ta cứ giữ lại cái này, chúng ta vặn ngược cái này lên. Đấy, và chúng ta đổi mật khẩu theo ý của các bác. Lưu ý giúp em là nó phải thẳng cái vạch này. Nó phải thẳng cái vạch này. Đấy, và khi các bác đổi xong các bác vặn ngược lại cho em. Đấy, là nó hai cái vạch này nó phải đối xứng với nhau. Đấy, và chúng ta như thế là đã đổi mật khẩu thành công. Đấy, và lưu ý giúp em là đã đổi mật khẩu thành công rồi thì là phải nhớ cái mật khẩu đó, không thì sẽ không lấy lại được nữa coi nhé. Đấy, một lưu ý nhỏ nhỏ với các bác vậy. Đấy, đây là một cái mẫu khóa số chữ U. Khóa số chữ U bên em dân đang bán với giá là 120.000 đồng một cái. 120.000 đồng một cái khóa số chữ U này các bác ạ. Rất là xịn sò và tiện lợi luôn các bác, khi mà các bác ở nhà làm khóa cửa, khóa cổng. Đấy, người nhà về thì chỉ cần mật khẩu thôi, chứ không cần phải đến là nhớ đến các thứ. Không cần phải sợ quên chìa khóa các thứ các bác nhé. Đấy, 120.000 đồng. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì em dân muốn giới thiệu với các bác đó là một số những cái mẫu kìm, mẫu kìm đa năng để chúng ta có thể sửa chữa những cái đồ dùng điện ở gia đình. Đấy, những cái đồ nhỏ nhỏ mà nó tiện lợi. Đấy, kìm này thì kìm của Nhật. Đấy, mẫu kìm này là mẫu kìm của Nhật các bác nhé. Một con kìm này thì bên em dân đang bán với giá là 250.000 đồng. Con này thì nó rất là đa năng, đa tiện lợi. Con này thì có tuốt dây. Đấy, ép cốt, cắt dây và xoắn dây. Đấy, nó rất là tiện lợi các bác. Đấy, nó có rất là đa chức năng. Đấy, một cái mẫu kìm này thì bên em dân đang bán với giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái mẫu kìm này. Đấy, các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, nó rất là tiện lợi các bác. Đấy, nó đầy đủ các tiết mục trong nhà luôn. Chúng ta cần ép cốt có ép cốt, cần tuốt dây có ép dây, tuốt dây. Đấy, tuốt dây bằng cái này nhé, rất hay sợ bị đứt lõi dây. Đấy, nhưng mà chúng ta tuốt bằng cái này thì đúng cái kích cỡ của nó thì tuốt được đến dây 6. Đấy, rất là tiện lợi luôn và xoắn dây. Đấy, một mẫu kìm rất là tiện lợi và đa năng các bác. Một mẫu kìm rất là tiện lợi và đa năng. Đấy, mẫu kìm này là kìm đa năng các bác nhé. Các bác lên mã cho em là kìm này là kìm đa năng. Đấy, kìm đa năng bên em dân đang bán với giá là 250.000 đồng một cái. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu tua vít đa năng. Một cái mẫu tua vít đa năng. Mẫu tua vít đa năng này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng. Đấy, con này thì nó rất là tiện lợi, nó có rất nhiều đầu tua vít ở trong này. Nó có rất nhiều đầu tua vít này. Đấy, để chúng ta tiện lợi sử dụng. Đấy, nó có những cái đầu tua vít 4 cạnh, đầu tua vít 2 cạnh. Đấy, đầu chữ U, đầu những cái đầu hoa thị. Đầu như hoa thị. Đấy, và chúng ta rất là dùng rất là đơn giản đây. Chúng ta chỉ việc lôi ra. Đấy, đặt vào đây. Cắm vào đây và chúng ta sử dụng xoáy. Này, con này thì có trợ lực cho chúng ta rồi. Con này thì nó có trợ lực cho chúng ta nên là các bác cứ yên tâm sử dụng vào nhé. Đấy, chúng ta cứ yên tâm sử dụng. Con này nó có trợ lực. Một cái mẫu sản phẩm này thì đấy, bên em dân đang bán giá là 200.000. Đấy, dùng xong thì các bác để quên cũng được. Tại vì nó có 500 hit nên là cũng không sợ. Đấy, nếu mà các bác nào cẩn thận thì các bác rút ra. Đấy, rồi các bác cất vào trong này. Cất vào sau này và đóng lại thì không bao giờ sợ bị rơi mất hay là thất thoát gì nhé. Đấy, đóng lại thì không bao giờ sợ rơi mất hay thất thoát gì. Đấy, mẫu kìm này là mẫu kìm của Nhật, kìm FO. Kìm FO của Nhật. Đấy, chúng ta có thể bẻ được 3 một góc này. Đấy. Đấy, và chúng ta xoay ngược xoay xuôi. Xoay ngược xoay xuôi các bác nhé.
Đấy, 200.000 đồng các bác nhé. Mẫu này bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác có một số cái mẫu chảo nhé các bác nhé. Đấy, mẫu chảo chống dính này, chảo giá đá này, chảo đá này, chảo chống dính. Đấy, cái mẫu chảo này thì có thể đun được trên tất cả các bề mặt bếp nhé. Có thể đun được trên tất cả các bề mặt bếp. Đấy, và mẫu chảo này là chảo chống dính. Đấy, em đang có ba cỡ chảo. Đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác đó là con này là chảo 20 cm. Đây, con này con là con chảo 20 cm. Đấy, chảo của Nhật. Đấy, thương hiệu của nó là của Shikisai. Đấy, Shikisai. Đấy, chảo này chảo 4 lớp này. Đấy, chảo 4 lớp. Đấy, hàng này hàng của Mỹ Injavan. Đấy. À, mẫu thứ hai em muốn giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu chảo 24 cm. Mẫu chảo 24 cm. Đấy, cùng một thương hiệu nên là cái kiểu dáng và mẫu mã của nó cùng giống nhau. Đấy. À, mẫu thứ ba là một cái mẫu 28 cm, là mẫu to nhất. Đấy. À, mẫu này thì có đường kính mặt bề mặt của nó là 28 cm, còn rất là to. Đấy, chúng ta có thể nấu nướng xào nấu đấy trong gia đình. Đấy. À, ba cỡ chảo các bác nhé, bên em đang có ba cỡ. Đấy. À, thì giá của nó thì bên em dân đang bán với giá đang bán theo một bộ combo 3 cái và bán lẻ. Đấy, thì em xin báo giá từng cái một nhé. Đấy, cái 20 này thì bên em dân đang bán với giá là 300.000 đồng. Đấy, cái 24 thì bên em dân đang bán với giá là 350, và cái 28 đây đấy thì bên em dân đang bán với giá là 400. Đặc biệt khi các bác mua một combo 3 chảo, đặc biệt khi các bác mua một combo 3 chảo đây đấy, thì giá của nó sẽ là 900.000 đồng. Đấy, đang có chương trình ưu đãi cực lớn khi các bác mua một combo 3 chảo, giá chỉ còn 900.000. Đấy, hoặc các bác mua hai cái, hoặc các bác mua hai cái thì đơn hàng của bác sẽ được giảm ngay 50.000 đồng trên một đơn. Đấy, chảo chống dính, chảo của Nhật, chảo Shikisai. Đấy, rất là tiện lợi mà giá cả rất là hợp lý các bác nhé. Đấy, mua theo combo hoặc là mua hai cái cũng được quà. Đấy, còn mua một cái thì giá của nó đấy thì như em vừa báo 300, 350 và 400.000. Đấy, chảo đây, trên thân của nó cũng khắc từng cái thương hiệu của nó này. Rất là đẹp và rất là mịn màng luôn các bác ạ. Đấy. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác đó là một bộ dao Đức và một bộ dao Nhật. Đây, hai bộ dao đây, bỏ con hộp của nó đây. Đấy, còn đây là em đã khui ra rồi, khui ra để giới thiệu cho các bác rồi. Đấy, hai bộ dao, một bộ dao của Đức, một bộ dao của Nhật. Đấy, bộ dao của Nhật đây thì nó gồm có 7 chi tiết. Gồm có 7 chi tiết, đó là một con dao thái bản lớn. Đấy, một con dao thái bản lớn. Thương hiệu của nó là thương hiệu Gunbo. Đấy, một con dao chặt. Đấy, dao chặt này em có bán lẻ này. Đấy. Một con dao thái. Một con dao thái con này con em có bán lẻ với giá 200. Đấy. Một con dao gọt hoa quả. Một con dao gọt hoa quả. Con này em có bán lẻ có nhé. Đấy. Một cây kéo cắt thực phẩm. Con này không bán lẻ. Đấy. Một cái liếc mài. Đấy, liếc mài có loại khác, con này cũng không bán lẻ. Đấy, một cái hộp đựng dao. Hộp đựng dao cũng không có bán lẻ. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu Gunbo. Hộp dao này thì chất liệu bằng inox. Chất liệu bằng inox các bác nhé. Đấy, có hai cái lỗ thoát nước ở đấy này để chúng ta có thể thoát nước dễ dàng. Một bộ dao này thì bên em dân đang bán với giá là 1.200.000 đồng, một bộ dao của Nhật. Đấy, chúng ta sử dụng thì rất gọn gàng trong căn bếp này. Đấy, để trong bếp thì rất là gọn gàng này các bác này. Đấy, các bác chỉ việc đặt lên thôi. Đặt lên rất là gọn gàng và tiện lợi luôn. Một bộ dao của Nhật, bộ dao của Nhật bên em dân đang bán với giá là 1.200.000 đồng. Đây, hộp của nó đây. Đấy, hộp của nó đây. Còn đây là bộ dao của Đức các bác này. Bộ dao của Đức đây. Đấy, bộ dao của Đức thì bên em dân đang bán với giá là 1.000.000 đồng. À đấy, quên. Bộ dao của Nhật thì bên em tặng thêm cho các bác là một cái bào Kaiso. Bào Kaiso của Nhật. Đấy, bào Kaiso của Nhật. Đấy là quà tặng riêng. Đấy, cho cái bộ dao. Đấy, khi các bác mua bộ dao thì chỉ được một cái quà tặng này thôi nhé. Còn những cái quà tặng kia sẽ không có. Đấy, nó tặng kèm theo cái bộ dao này rồi. Đấy, chất liệu bằng inox 304, một cái bào Kaiso này. Đấy, bào Kaiso này bên em bán lẻ với giá là 60.000 đồng. Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái bộ dao của Đức. Đấy, bộ dao của Đức thì cũng có gồm có một con dao thái. Một con dao thái. Một con dao gọt hoa quả. Một con dao thái bản lớn. Một con dao chặt. Một cái liếc mài. Một cái kéo cắt thực phẩm. Kéo con này cắt được gà gà nữa luôn. Và một cái hộp đựng dao bằng inox. Một hộp đựng dao bằng inox 304. Đấy, cái này là em bóc ra rồi, tay cầm nhiều nên nó như thế, nó có hình dáng như thế. Còn khi các bác nhận hàng thì mới toanh toành luôn. Đấy, ở đây em quay nên nó cũng không được sạch sẽ như các bác sử dụng ở nhà đâu, hay lau chùi đâu. Ở đây em quay thì cũng cầm liên tục nên là để giới thiệu với qua để các bác gọi điện, có nhiều bác kỹ tính thì gọi điện để xem trực tiếp. Đấy.
thì em đảm bảo với các bác luôn là hàng bên em này kiểm tra hàng trước khi thanh toán đấy, đúng như mẫu mã đấy. Và một cái bộ dao này thì em lại tặng cho các bác thêm một cái bảo của Đức, một cái bảo của Đức, bảo của Willing, bộ dao Willing, tặng bảo Willing đấy. À, một bộ dao này thì bên em dân đang bán với giá là 1.000.000 các bác nhé, 1.000.000 đấy. Các bác đi qua kênh thì cho em dân xin một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn, cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu muôi, muôi múc canh của Đức, thương hiệu của Willing. Con này thì chất liệu bằng inox 304 đấy, chất liệu bằng inox 304 đấy. Con này thì các bác múc canh, múc cơ canh các thứ ăn ở quá ở nhà đấy thì rất là tiện lợi. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 70.000 đồng một cái, 70.000 đồng một cái muôi múc canh này, rất là ok này, rất là đẹp đấy. Đây là muôi, muôi múc canh bên em dân đang bán với giá là 70.000 đồng. Muôi của Đức, thương hiệu của nó là thương hiệu Willing, Willing của Đức đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là mẫu thìa, mẫu thìa này. Đấy. À, mẫu thìa này thì có 6 món. Bộ thìa này thì bên em dân đang bán với giá là 120.000 đồng một hộp này, 120.000 đồng một hộp này có nhé. Đấy, một hộp thìa 6 món. Đấy. À, con này thì thương hiệu của nó đây, hộp của nó là hộp mới, khi các bác mua nó sẽ như này. Đấy, hộp mới luôn. Đấy. Hàng thì đảm bảo với các bác luôn. Đấy. Hàng thì đảm bảo các bác luôn đây, bộ thìa này. Bên em dân đang bán với giá là 120.000 đồng các bác nhé. 120.000 đồng một bộ thìa này, rất là xịn sò và đẹp, rất là đẹp và xịn sò quá. Một bộ thìa 120.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một số những mẫu dao thái đấy, một số những mẫu dao thái này đấy. Các bác nào mà nhà mà đồ bếp các thứ này, nấu ăn các thứ này đấy, mẫu dao thái này thì rất là tuyệt vời. Đầu tiên thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu dao thái của thương hiệu của Wonbo này. Đấy, như nãy ở trong bộ dao đấy, con này là trong bộ dao Wonbo đấy, thì bên em có bán lẻ. Đấy, một con dao thái của Wonbo này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng một con này. Đấy, thì tất cả dao, thành phần dao bên em thì là cán nó đều là cán liền thân tất. Cán nó đều là cán liền thân tất nên là chúng ta không bao giờ sợ bị rơi vỡ. Đấy, và chúng ta thái rất là nhẹ nhàng và đẹp. Đấy. Chất liệu của nó rất là ok luôn, chất liệu bằng thép. Dao inox bên em dân đang bán với giá là dao Wonbo, nhầm em xin lỗi, bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng một con. Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái dòng dao mũi nhọn. Đấy, con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Sato. Sato. Đấy, dao Sato, dao của Nhật. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 220.000 đồng một con. 220.000 đồng một con Sato này. Đấy. Rất là đẹp mà rất là sắc bén. Các bác thế thái rau, đấy, cắt tiết gà, tiết vịt, các thứ rất là thuận tiện, là đồ dùng trong bếp, thái thịt sống, thịt chín đều ok các nhé. Đấy, mẫu này thì nó là mẫu nhọn nên là chúng ta cẩn thận tránh xa tầm tay của trẻ em. Đấy, vì nó rất sắc bén. 220.000 đồng. Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là một cái dòng thái của Sato nữa. Một cái dòng thái của Sato nữa. Đấy, dòng thái của Sato này thì bên em dân đang bán cũng là bằng giá với con Sato nhọn kia, 220.000 đồng. Đấy, nó là cùng một hãng mà nó khác cái kiểu thôi. Nó khác kiểu một cái mũi bằng, một cái mũi nhọn thôi. Đấy, con này thì bên em dân đang bán với giá là 220.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã thái Sato bằng nhé. Hoặc là các bác cứ bảo em là thái Sato là em biết. Đấy. Sản phẩm tiếp theo nữa thì em dân muốn giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu dao bầu. Một cái mẫu dao bầu. Đấy, dao bầu của thương hiệu Kai Javan. Kai Javan. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 260.000 đồng. Con này các bác làm nghề tuyệt vời này. Đấy, cán cũng là liền thân luôn. Đấy. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 260.000 đồng các bác nhé. 260.000 đồng một cái mẫu dao bầu thái này. Một cái mẫu dao bầu này. 260.000 đồng. Các bác đặt hàng thì hệ trực tiếp với em dân qua số hotline của bên em nhé. Đó là 0982 834 004. Đấy, các bác đang xem video thì cho em dân xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu cho các bác là một cái mẫu đũa. Một cái mẫu đũa của Nhật. Đấy, đũa này cũng là thương hiệu của Shikisai này. Đấy, đũa này là đũa Phật thuộc phân khúc cao cấp. Một lốc đũa 5 đôi, một lốc đũa 5 đôi. Đấy, của hàng của Nhật Bản đây, hộp mới luôn đây. Hộp mới đây. Chưa bóc bủng gì cả. Đấy, hàng vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem mác. Thương hiệu Shikisai. Bên em dân đang bán với giá là 100.000 một hộp 5 đôi này. Đấy, trên đầu nó khảm những cái hợp kim để cho nó nhìn đẹp hơn. Đấy, và đũa chống trơn chuẩn.
Đấy, đũa này chống chân trượt. Chất liệu của nó thì chất liệu bằng sợi thủy tinh chứ không phải bằng nhựa thông thường thôi nhé. Đấy, con này thì đảm bảo các bác xào nấu không sợ bị thun đầu. Nó không phải là bằng nhựa nên là nó rất là đảm bảo chúng ta luôn và không độc hại. Đấy. Còn đây là một cái mẫu đũa, nó cũng là đũa của Sigisai. Đấy, nó là bộ đũa 10 đôi. Đấy, cũng rất là xịn sò, cũng chất liệu là bằng nhựa bằng sợi thủy tinh chứ không phải bằng nhựa, cũng là xào nấu ok. Đấy. Con này thì một bộ của nó 10 đôi, bên em dân cũng bán với giá là 100.000 một túi. Đấy, còn đây là hộp thì là 100.000 đồng hộp, còn túi thì 100.000 một túi nhé các bác nhé. Đấy. Vừa rồi thì em dân vừa mới giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm bên em đang có ở phân phối này. Đấy, các bác ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em dân. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em. Em xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin cảm ơn các bác.